vụ người dân và công an solo lộ hình ảnh công an ngồi uống bia trước khi có vụ xô xát xảy ra. Công an quận Nhất thành phố Hồ Chí Minh hôm 5 tháng 2 năm 2022 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Liêu Phát Hùng, 33 tuổi, với cáo buộc chống người thi hành công vụ. Ông Hùng là nhân vật chính trong đoạn clip người dân và công an solo với nhau gây xôn xao dư luận thời gian qua. Theo công an thành phố Hồ Chí Minh, vào tối ngày 1 tháng 2, tức mùng 1 Tết Nhâm Dần, ông Trần Văn Phồn, cán bộ công an phường Cầu Ông Lãnh đi tuần tra địa bàn theo sự phân công của ban chỉ huy công an phường về việc đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên Đán. Khi đến trước số nhà 170 đường Đề Thám, công an viên này phát hiện có một nhóm người, trong đó có mẹ của ông Liêu Phát Hùng đang chơi đánh bài ăn tiền nên nhắc nhở, yêu cầu giải tán. Công an quy kết cho rằng bà này không chấp hành mà còn dùng điện thoại ghi hình công an làm nhiệm vụ. Còn con trai bà này là ông Hùng chửi bới và có hành vi hành hung công an Trần Văn Phồn. Tuy nhiên, hình ảnh và video được đưa lên mạng xã hội tiết lộ một sự thật hoàn toàn khác. Trong đoạn video được người dân đăng tải, viên công an này giọng nói và cử chỉ đã lè nhè như của một người say xỉn. Người phụ nữ trong đoạn clip khẳng định ông này ăn nhậu say xỉn xong quậy. Một tấm ảnh khác cho thấy viên công an này ngồi ở quán cơm văn phòng Cô Sen, tức là của gia đình ông Liêu Phát Hùng. Trên bàn có hai ly bia và thức ăn, chứ không phải đang tuần tra làm nhiệm vụ như báo cáo của công an thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên Đài Á Châu Tự Do không thể liên lạc với gia đình ông Hùng để hỏi về vụ việc đêm mùng 1 Tết. Nếu sự việc xảy ra đúng như hình ảnh đăng tải thì viên công an này không phải đang làm nhiệm vụ và người dân không phạm tội chống người thi hành công vụ.